Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu gian và mountain bike địa hình model gian XTC Thompson, một trong những model lần đầu tiên về cửa hàng bên em. Đây là cái mẫu model đến từ thương hiệu gian quốc tế, cái tông màu chủ đạo là tông màu đen đen trắng bác nhá. Và đây là một trong những mẫu model sử dụng với bộ group cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại của dòng thương hiệu gian XTC, và cũng là mẫu đầu tiên đến cửa hàng bên em. Là do ưa thích những dòng xe địa hình và cấu hình cao cùng mẫu quốc tế, bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên cung hình bác, đây là cái mẫu mountain bike dòng địa hình gian XTC trong thời gian vừa qua rất là hot bên em. Em giới thiệu rất là nhiều những cái video trước đây, tính giờ qua bác thì những mẫu dòng gian XTC 800, 820 cho đến 860, thì đây là một cái model cao cấp nhất của dòng gian XTC, model gian XTC Thompson. Và cũng là mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em. Cái tông màu chủ đạo là tông màu đen, điểm chỉ trắng trên tiêu thung xe. Các bác nào ưa thích cái dòng gian độc lạ và rất là hiếm, không sợ đụng hàng, thì đây là cái mẫu gian dành cho các bác đi. Mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em, mẫu gian XTC Thompson, được thiết kế là khung nhôm, nhôm aluminium superline, cũng là hợp kim siêu nhẹ dành cho những dòng xe gian XTC cao cấp. Em sẽ đi qua tổng thể cái sơn của xe luôn. Với tông màu chủ đạo là tông màu đen trắng. Tại thị trường Việt Nam là chưa hề bán cái mẫu dòng gian XTC Thompson mới nhá. Mẫu Thompson này chỉ có thị trường châu Âu mới có nhá. Từ nước ngoài nó in tài hoàn là chính hãng của gian này. Mã số khung gian basico.com luôn đó nhá. Mẫu gian quốc tế. Và lần này em về một chiếc size M nhá. Các bác nào hỏi em hình họ về cái dòng gian XTC mà size M, size cao, thì đây em về một chiếc đây. Phút kia ông chính trạng của gian luôn bản theo xe. Xe trang bị với tăng ứng xả chính trạng của Shimano FLX nhé. Và cụ phanh dầu hiệu lực của Shimano XT nó cao cấp. Tay lắm hiệu của Ropan. Bên phải em trang bị với tay ứng xả từng điện cũng chính hãng của Shimano FLX. Và bên phía bên trong thì có thanh dầu của Shimano XT. Đằng trước sử dụng với nọc sóc hơi ABS, ống hơi ống mở sóc, rồi chung ống hơi cho xe này rất là an toàn. Và nhà ABS thì nó là một cái mới rồi, rất là bền. Giảm sóc của Manton là sóc hiệu nhé, thường được sử dụng trên những dòng xe địa hình cao cấp. Đằng trước sử dụng với Mayer bạc đạn của Lovatec, một thương hiệu chuyên sản xuất về Mayer, nó rất là tên tuổi rồi. Sử dụng với vành Mavic 321, vành nhôm của Mavic, lớp Maxxit kích thước lớp 26 x 1,95. Bên dưới gầm khung thì có mã vạch chính hãng của xe gian. Có nguyên chính hãng của gian như bản theo xe, yên hiệu Piso logo. Đùi đĩa của Shimano SLX nhé. Gạt đĩa của Shimano SLX luôn. Gạt đĩa và đủ đĩa của SLX giống. Củ đề sau là củ đề Shimano SLX. Trang bị với 10 tầng lip.
bay ơi bạc đạn chính hãng của Robotic. Vành Pavic. Gốc Maxim. Bên An đi vòng. Bên An theo xe. Vào đây chúng ta sẽ bắt đứng vào bên xe. Vâng, cho các đứng ở khu vực xa 47. Chiều dài là 56 nhá, size M nhá. Chiều cao cao từ 1m63 đến trên 1m7 đi vừa. Các bạn bị với 10 tầng lít. Khung hợp lúc Shimano S lấy. Lên lít này. Phanh đầu chỉnh lực của ít kênh. Xuống lít. Bay ơi bạc đạn Novatec. Đùi nghĩa của SLX. Đúng nghĩa, gạt điện của SLX luôn. Đúng nghĩa. Phanh trước, phanh sau được sử dụng với phanh Shimano XT, phanh dầu của XT luôn. Giảm sóc hiệu Marathon mất nhá. Giảm sóc hơi của Marathon. Carbon. Vâng, mời anh đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian XTC Thompson được trang bị với khung group chính hãng của Shimano SLX, phanh dầu thủy lực của XT, giảm sóc hơi của Thompson. Và xe đã tốt cho anh em là 14.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn nào có thương hiệu qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký ủng hộ kênh. Vâng, hẹn các bạn trên ngày mai.